Xin chào các bạn, tập phim may mắn đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta hãy cùng xem câu hỏi trong tập phim ngày hôm nay nhé. Trong tập 33, Thương Thế Nhị đã trao vật gì cho Lâm Đan Thu trước khi rời khỏi Thượng Hải? Các bạn hãy truy cập và theo dõi fanpage Long An TV đã phát thanh và truyền hình Long An tại địa chỉ facebook.com/longantv để tham gia chương trình. Tiếp theo, hãy gửi tin nhắn câu trả lời đến cho fanpage Long An TV đã phát thanh và truyền hình Long An. Các bạn hãy nhớ là ghi rõ tập phim mà mình tham gia trả lời nha. Sau đó hãy chia sẻ công khai video câu hỏi của tập phim vừa phát sóng kèm bài đăng gắn thẻ 5 người bạn của bạn lên trang cá nhân. Phần quà trị giá 200.000 đồng sẽ dành cho vị khán giả trả lời đúng và gửi đáp án nhanh nhất về cho fanpage, làm đúng theo hướng dẫn tham gia chương trình. Thời gian gửi tin nhắn tham gia là từ lúc câu hỏi được công bố cho đến 20 giờ ngày hôm sau. Kết quả khán giả trúng giải sẽ được tổng hợp và phát sóng vào lúc 20:45 tối thứ hai hàng tuần trong chương trình tập phim may mắn niềm vui đầu tuần. Chương trình được phát đồng thời trên sóng truyền hình, fanpage và kênh YouTube Long An TV. Xem phim mê say nhận quà ngay cùng tập phim may mắn. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.